Cách làm giấm táo và giấm chuối rất là đơn giản. Hôm nay mình làm giấm để ở nhà sử dụng, sẵn mình chia sẻ luôn. Ở đây là mình làm giấm chuối và giấm táo. Đây là những cái con giấm mình làm cũng cách đây là đã 3 tháng rồi. Cho nên cái con giấm nó đã dậy lên và nó nhiều con. Đó, nó trắng tươi như thế này. Một keo rất là nhiều con giấm ở trong đó. Đầu tiên thì mình lấy đường, một chén đường và 12 chén nước. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 4 trái chuối xứ. Rồi, như vậy là 2 chén rượu. 1 2 Vậy là xong keo giấm chuối. 1 chén đường, 12 chén nước, 4 trái chuối xứ và 2 chén rượu. Giờ tới mình làm giấm táo, cái keo nhỏ cho mình làm nửa chén đường, 6 chén nước, 1 2 3 4 5 6 và 1 chén rượu. Rồi, và 1 trái táo. Táo thì mình cắt lát mỏng, mình để vô như thế này. Sau 2 tuần thì nước giấm nó đã chua, mình có thể sử dụng được. Nhưng mà mình muốn thấy có con giấm thì phải từ 1 tháng. Thì có con giấm nó nhỏ nó mỏng thôi, nhưng mà 2 tháng thì con giấm nó sẽ dậy lên. Khi đậy nắp mình đậy hờ hờ như thế này, hoặc vùi lỗ trên cái nắp, không đậy kín con giấm nó sẽ chết, nó không thành con.